Chào toàn thể anh em audio. Hôm nay Phạm Thức Audio xin giới thiệu với anh em cặp loa Pioneer CS616 mà bên em vừa về. Phải nói là đẹp, đẹp từng chi tiết và từng cm. Về tuyến loa của nó thì miễn chê anh em ạ. Đều màu nhau tam táp, gân ok luôn, dập nếp, không bị lồi loa. Nhiều những cái loa mà nó đánh nhiều rồi ấy thì cái loa nó bị lồi ra này. Đấy, thì tiếng trầm của nó sẽ không hay lắm. Chép của nó đây. Rất nhiều của chép của 616 bị cái tình trạng bị cái mũi này nó ấn vô này bọn này. Tem đây. 616 thì không thể tránh được một vài điểm xước nhẹ nhàng như này. Như những con như này thì gần như là gọi là quá đẹp. Ốc zin đúng không ạ? Quá đẹp đúng không ạ? Trung này, anh em nhìn này. Tiện thể em xin phép là cái video này là cũng có một bác vừa gọi điện cho em, bác Hải Dương. Em xin phép em quay cận cảnh và từng chi tiết một. Đấy, cái bát đấy. Đặc biệt ở đây, bác cái lăn tăn với cái thùng xi đây thì em cho các bác xem. Nó phải vậy chứ ạ, đẹp không ạ? Không những đẹp, không những zin mà phải nói là nó sạch sẽ nữa. Và cái tiếp theo nữa là em cũng xin nói thêm, 616 rất hay bị tình trạng là mất cái tem này đằng sau đúng không ạ? Đấy, mất đằng sau, vậy lấy ở đâu ra? Lấy ở đây ra chứ đâu, đúng không ạ? Trở kháng của nó là 93 dB, độ nhạy 93 dB, giải tần của nó từ 1,5 đến 4.000 Hz, chiều cao thông số của nó là 37,5, chiều cao là 66,5 và chiều sâu của nó là 31,8. Cân nặng của đôi loa này là 25 kg một chiếc. Sơ đồ của loa đẹp không ạ? Tem màu xanh này, các bác nhìn góc cạnh thùng này, có xứng đáng bỏ đồng tiền không ạ? Loa rất rẻ thôi. Bên Thức Phạm Audio bán cho anh em thợ thì cực kỳ rẻ thôi. Cái thùng này thì tiện em thôi không bóc ra làm gì cả. Bóc ra mai lại gói vào mất thời gian, đúng không ạ? Đấy đây, bông bên trong đây, vàng ươm. Tem căng đầy đủ hết này, không thiếu một thứ khỉ do có gái gì. Như thế này có đáng chuyển tiền luôn không anh em? Góc cạnh thùng đây, căng của nó đây ạ. Không một vết thủng. Không một vết thủng. Chưa thèm lau một tí gì này. Chưa thèm lau một tí gì. Vẫn còn hơi vàng vàng. Khung trong đây. Dòng này cấu tạo của nó là bát 30. Nghe nhạc vàng thì thực sự là đã tai đấy ạ. Rồi, ok. Xin chào anh em nhé. Cặp loa này bên em, anh em thợ cứ nói luôn nhỉ? Hay không nói nhỉ? Giá bán lẻ là 15.600.000 anh em nhé, 15.600.000. Anh em nào anh em mua lẻ thích thì alo đấy em. 15.600.000 cặp loa này.